Chào các bạn, chúng ta đến với câu hỏi: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Áp dụng quy tắc đi trong xe hình, chúng ta thấy: thứ nhất, không có xe vào trong giao lộ. Thứ hai, không có xe ưu tiên. Thứ ba, không có đường ưu tiên. Vì vậy, trong trường hợp này, các bạn xét hướng đi. Xét theo hướng đi, lần lượt các xe đi theo thứ tự là: thứ nhất, xe bên phải không vướng, được đi trước. Sau đó, các hướng còn lại là rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái. Trong trường hợp này, quan sát, chúng ta thấy xe mô tô bên phải không vướng, vậy xe mô tô được đi trước. Tiếp theo là xe con đi thẳng, đi thứ hai. Xe tải rẽ trái, đi thứ ba. Vậy lần lượt các xe đi theo thứ tự là mô tô, xe con, xe tải. Vậy ta chọn đáp án 3 là đáp án đúng. Câu tiếp theo: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Tương tự trong trường hợp này, các bạn cũng xét như vậy. Chúng ta xét hướng đi. Quan sát ta thấy xe mô tô và xe đạp bên phải không vướng sẽ được ưu tiên đi trước. Xe con A đi thẳng, đi thứ hai. Xe con B rẽ trái, đi thứ ba. Vậy trong trường hợp này, thứ tự lần lượt các xe đi là mô tô cộng xe đạp, xe con A, xe con B. Vậy trong trường hợp này, các bạn chọn đáp án 4 là đáp án đúng. Câu tiếp theo: các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông? Trong trường hợp này, các bạn cũng xét tương tự như vậy. Chúng ta xét hướng đi là rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái. Quan sát chúng ta thấy xe con rẽ phải đi trước, xe của bạn đi thẳng đi thứ hai, xe mô tô rẽ trái đi thứ ba. Vậy thứ tự là xe con, xe của bạn, xe mô tô. Vậy ta chọn đáp án 2 là đáp án đúng. Câu hỏi tiếp theo: các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Trong trường hợp này các bạn cũng xét tương tự như vậy. Quan sát ta thấy xe đạp bên phải không vướng đi trước, xe mô tô đi thẳng đi thứ hai, xe của bạn rẽ trái đi thứ ba. Vậy thứ tự là xe đạp, xe mô tô, xe của bạn. Vậy trong trường này các bạn chọn đáp án 3 là đáp án đúng. Câu tiếp theo: các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Trong trường hợp này các bạn cũng xét các trường hợp như vậy. Quan sát chúng ta thấy xe của bạn bên phải không vướng được ưu tiên đi trước. Sau khi xe của bạn đi, xe tải bên phải không vướng được đi thứ hai, xe đạp đi thứ ba. Vậy lần lượt thứ tự các xe đây là xe của bạn, xe tải, xe đạp.